Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Giáo sư người Mỹ John Mearsheimer cho rằng những thành công của Nga đã khiến cho Ukraine đứng trước sự lựa chọn khó khăn và phương Tây phải nhận ra kết cục cho hai bên. Ukraine phải đối mặt với sự khó khăn với những thành công của Nga. Trên chiến trường, giáo sư Mỹ John Mearsheimer cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube The Spectator, người Ukraine có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, họ thậm chí còn mất nhiều lãnh thổ hơn những gì đã mất và nhà nước của họ sẽ tiếp tục tan rã. Thứ hai, họ đàm phán và đạt được một giải pháp. Ông chia sẻ quan điểm từ góc nhìn của nhà khoa học chính trị. Theo ông, phương Tây nhận ra rằng trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ không thể ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là người chiến thắng vì họ không có gì phản đối rằng Nga thành công liên tục trên chiến trường. Tương tự, một cựu sĩ quan quân đội Mỹ khác, đại tá Lauren Michelson, cho rằng tình hình Ukraine trên bờ vực sụp đổ. Theo ông, bằng cách cử những lữ đoàn mới tấn công khu vực Kursk, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Michelson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang giành phần lớn, nếu không phải tất cả, lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Trước đó, sĩ quan tiểu đoàn Azov Ukraine Roman Ponomarenko đã thừa nhận rằng tình hình quân đội Ukraine ở Donbass đã vượt tầm kiểm soát, cũng như các nhà phân tích khác. Ông cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội đang rất kém. Sĩ quan này nghi ngờ các tính toán của giới chỉ huy quân sự Ukraine. Các cuộc phản công vào các khu vực khác của mặt trận có thể có kết quả. Tuy nhiên, chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận ở Donbass giữ vững được hy vọng rằng người Nga đã dồn mọi thứ vào cuộc tấn công này và kết quả là họ sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe về điều này từ 2 năm nay, nhưng bằng cách nào đó, lực lượng dự trữ vẫn còn chưa cạn kiệt. Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết các binh sĩ Ukraine đã tiến thêm tới 2 km, 1,2 dặm trong khu vực Kursk của Nga trong 24 giờ qua, tiếp tục cuộc xâm nhập qua biên giới mà Ukraine đã bắt đầu hơn 3 tuần trước. Hôm 30 tháng 8, ông Syrsky cho biết quân đội Ukraine đã tiến thêm một lần nữa với nỗ lực tái khởi động, giành được 5 km vuông lãnh thổ Nga trong 24 giờ qua. Ông Syrsky cũng cho biết các binh sĩ Nga đã thất bại trong nỗ lực mới nhất để xuyên thủng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Pokrov, miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết số lượng các cuộc tấn công theo hướng Pokrov hôm 29 tháng 8 là 58 cuộc và hôm 30 tháng 8 là 36 cuộc. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau cuộc thảo luận với tướng Syrsky qua liên kết video cho biết kênh Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắt thêm nhiều tù binh. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lúc đầu ngày 30 tháng 8 rằng các binh sĩ của họ đã chiếm được 3 khu định cư ở miền đông Ukraine. Nga đã gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là một sự khiêu khích lớn và cho biết sẽ trả đũa. Đầu tuần qua, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong một trong những cuộc tấn công lớn nhất của cuộc chiến. Sau đợt tấn công dữ dội, các quan chức Kiev đã lặp lại lời kêu gọi các đồng minh bắt đầu bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên các khu vực phía tây của Ukraine để giúp hệ thống phòng không của quốc gia này và bảo vệ dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trên Telegram rằng ông đã đề cập vấn đề này trong một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU. Ông kêu gọi các đồng minh tạo ra một khu vực an toàn mà ông gọi là vành đai phòng thủ trên các khu vực phía tây của Ukraine. Năm người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Belgorod của Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết. Ông nói, hệ thống phòng không ở Belgorod đã được kích hoạt, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Một xe chở khách, một tòa nhà chung cư và một số tòa nhà thương mại đã bị hư hại trong cuộc tấn công. 5 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có 7 người lớn và 3 trẻ nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Gladkov, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa gắn đầu đại trùm phóng đi từ bệ thống rocket phóng loạt Vampire. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân đội nước này đã tiến thêm 2 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga trong 24 giờ qua. Phát biểu tại một cuộc họp ngày 30 tháng 8, ông Syrsky nói, chiến dịch trên mặt trận Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày qua, quân đội chúng ta đã tiến tới 2 km ở một số khu vực và kiểm soát 5 km vùng lãnh thổ tỉnh này. Cùng ngày, chính quyền Kursk của Nga đã cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần 220 dân thường, bao gồm 11 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này. 65 người, bao gồm 2 trẻ em đang được điều trị tại các bệnh viện. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kursk của Nga ngày hôm 6 tháng 8, trong cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022.
quân đội Nga đã nhanh chóng phản kháng, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine ở tỉnh Kerch lên tới hơn 7.800 binh sĩ và 75 xe tăng. Binh lính Nga đã cố gắng đưa quân đội đến khu vực trung tâm của thành phố Vovchan, tỉnh Kharkov, bằng hai xe tăng và một xe chiến đấu bọc thép MTLB, nhưng đã phải rút lui và có thương vong. Nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov thông báo được tờ Pravda dẫn nguồn cho biết, tại Vovchan, để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, đối thủ đã cố gắng đưa quân đến khu vực trung tâm của thành phố bằng cách sử dụng hai xe tăng và hai xe chiến đấu bọc thép MTLB, nhưng đối phương đã chịu tổn thất và phải rút lui. Tuy nhiên, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov không nói rõ phía Nga đã chịu tổn thất như thế nào. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo ngày 29 tháng 8 rằng quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công và tấn công trên mặt trận Pokrovsk kể từ đầu ngày. Đã có 30 cuộc giao tranh trên mặt trận Kurakov. Tổng cộng có 156 cuộc giao tranh diễn ra kể từ đầu ngày. Lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 43 cuộc không kích, thả 60 quả bom dẫn đường, triển khai hơn 500 máy bay không người lái Kamikaze và đã bắn khoảng 3.000 lần vào các vị trí và khu định cư của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công và hành động tấn công ở đây trong ngày, với cường độ lớn nhất của quân chiếm đóng Nga khi nhận được ở và xung quanh Vozdvizhenka, Zelenpole, Miroliubivka, Rodivka, Novorodivka, Kalivka, Marinivka và Mikhailivka. Tổng cộng, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công trên mặt trận này và 8 cuộc tấn công khác vẫn đang tiếp diễn. Tình hình rất khó khăn, nhưng quân đội của chúng tôi đang tìm mọi cách để ngăn chặn đối thủ tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, trong thông báo nêu rõ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp đã bị Nga phá hủy cùng với phi công. Một số máy bay do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng này. Trong đó, ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng các máy bay F-16 đã tham gia vào cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga vào ngày 26 tháng 8. Đã mất liên lạc với một trong những máy bay khi nó đang bám theo mục tiêu. Hóa ra máy bay này đã bị rơi và phi công đã tử nạn. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 29 tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc. Một nguồn tin trong không quân Ukraine nói với VOA News rằng trong số các phương án được xem xét có lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật và bắn nhầm từ lực lượng phòng không Ukraine. Trước đó trong ngày, tờ Wall Street Journal và CNN đưa tin rằng một trong những chiếc F-16 của Ukraine đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn vào ngày thứ Hai. Một tờ trích dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ và nguồn tin ở Kiev có những báo cáo trái ngược nhau về việc liệu lỗi của phi công có phải là nguyên nhân hay không. Phi công tử nạn được xác định là Alexei Mes, biệt danh là Moonfish, một trong số ít phi công Ukraine được đào tạo ở phương Tây để lái máy bay F-16. Sự ra đi của anh lần đầu tiên được tiết lộ qua cáo phó được đăng trên mạng xã hội bởi một thành viên hội đồng tại thị trấn Lutsk, quê hương của Mes. Anh và một trong những người bạn cùng phi đội là Andrei Jules Pinchikov là những người đại diện cho chiến dịch mua máy bay F-16 của Ukraine. Trả lời nhiều cuộc phỏng vấn phương tiện truyền thông phương Tây, Pinchikov đã từ trần vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù các thành viên của Liên minh F-16 của NATO đã hứa giao hàng chục máy bay cho Kiev, nhưng theo báo cáo thì chỉ có 6 chiếc được giao cho đến nay. Một công ty của Nga đã treo giải thưởng 15 triệu rúp, tương đương với 170.000 đô la Mỹ, cho bất kỳ ai bắn hạ được chiếc F-16 đầu tiên trong chiến đấu. Cho đến nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận thưởng. Nga cho biết các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị hủy giống như các thiết bị quân sự khác mà phương Tây cung cấp cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Chiến dịch quân sự của Ukraine tại Kerch là một bước cờ nhiều tính toán nhưng cũng đầy mạo hiểm của Tổng thống Zelensky. Ukraine đã dốc toàn lực vào chiến dịch này ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong vài tuần vừa qua, xung đột Nga-Ukraine chứng kiến những diễn biến mang tính nhảy vọt, một ngày bằng nhiều tháng hoặc nhiều năm. Diễn biến tại chiến trường Kerch là một sự thay đổi nhanh chóng nhất của xung đột này kể từ đầu năm 2022 đến nay. Cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kerch của Nga cũng cho thấy Ukraine đã dốc mọi thứ họ có nhằm thu được kết quả có lợi cao nhất. Trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, sự kiện có thể tác động mạnh đến kết quả của xung đột Ukraine cũng như số phận của nước này. Giới tướng lĩnh Ukraine cho biết họ đã chiếm được 100 khu định cư ở Nga
và quân đội Ukraine cũng đã xâm nhập vào tỉnh Belgorod. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sinsky cho hay họ đã bắt được gần 600 tù binh Nga, nhưng con số này chưa thể kiểm chứng độc lập được. Kiev ban đầu nói rằng khi đột kích tỉnh Kherson, họ muốn tạo ra một vùng đệm, nhưng thực tế Kiev đang chứng tỏ họ muốn bám trụ lâu dài tại đây. Chiến dịch này kéo dài được 3 tuần, bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 2024, và Nga chưa đánh bật được quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của mình. Những tháng gần đây, Ukraine cũng chủ động bắn phá những mục tiêu là cơ sở hạ tầng nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm sân bay, nhà máy lọc dầu, kho đạn dược, ngày nào cũng vậy. Hôm 21 tháng 8, UAV Ukraine dường như còn bay sát tới Murmansk, một trung tâm hải quân của Nga ở vùng Bắc Cực, nơi Nga bố trí nhiều tàu ngầm hạt nhân, theo một quan chức Nga. Ngày 28 tháng 8, các chuyến bay đã bị gián đoạn ở Kazan, thành phố nằm về phía đông của thủ đô Moscow, sau khi có mối đe dọa từ UAV. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tiết lộ rằng các máy bay tiêm kích F-16 mà Ukraine mới nhận từ NATO đã đánh chặn được một số tên lửa Nga trong tuần này. Điều này nếu đúng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong năng lực không quân của Ukraine, giúp hạn chế lợi thế của Nga trong việc làm chủ bầu trời. Hôm 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Biden và các ứng viên Tổng thống là bà Harris và ông Donald Trump phương án bí mật của ông Zelensky cho việc giành chiến thắng. Ông Zelensky phán đoán thời của Ukraine chính là lúc này, sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Trump có 50% cơ may trở thành Tổng thống Mỹ và nỗ lực thiết lập một nền hòa bình có thể khiến chính quyền Ukraine không thấy hài lòng. Ngoài ra, khi ấy sự gắn kết nội bộ NATO có thể suy giảm tiếp. Mục tiêu rộng lớn hơn của Nga vẫn không thay đổi. Tổng thống Nga Putin khẳng định một cách kiên quyết rằng ông sẽ không ngừng cuộc tiến công ở tỉnh Donetsk, không để bị sao lãng khỏi các mục tiêu chính ở đó. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga đã tiếp tục xốc tới tiền tuyến bất chấp vụ đột kích của Ukraine vào tỉnh Kherson. Các thị trấn Pokrovsk và Toretsk ở Donetsk vẫn đang chịu áp lực lớn. Hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang tiến công vào thị trấn Pokrovsk, một trung tâm quân sự của Ukraine. Quân đội Nga đang khép chặt vòng vây, buộc phía Ukraine phải sơ tán quân khỏi những nơi này. Chiếm được hai thị trấn này cũng sẽ củng cố thế đứng của Nga ở vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh là Donetsk và Luhansk, và tiến nhanh tới hai thị xã là Sloviansk và Krasnoyarsk. Tổng tư lệnh Zelensky hôm 27 tháng 8 cho biết tình hình tại Pokrovsk khá phức tạp, với hơn 50 trận đụng độ mỗi ngày. Việc Pokrovsk thất thủ có lẽ chỉ còn trong vài tuần nữa. Dựa trên nhịp tiến của quân đội Nga và tốc độ sụp đổ của thế trận Ukraine, quân đội Ukraine có thể gắng bám trụ tại đây tới mùa đông, nhưng việc thất thủ dường như khó tránh khỏi. Một khi Pokrovsk thất thủ, gần như không còn gì để Ukraine có thể phòng thủ. Không còn thị xã hoặc vị trí phòng ngự đáng kể nào phía trước của thành phố Dnipropetrovsk nằm ở đầu còn lại của tỉnh Zaporozhye rộng lớn. Trừ khi ván bài của Ukraine ở Kherson buộc Nga phải căng mỏng lực lượng đến mức phải ngừng chiến dịch ở Donetsk, Kiev sẽ buộc phải củng cố khu vực phía sau lưng của thị trấn Pokrovsk. Nếu không, quân đội Nga sẽ có cơ tiến nhanh qua vùng đất trống, từ đó có khả năng thay đổi hình dạng của đất nước Ukraine sau này. Cho tới nay, dường như Tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận nguy cơ đó với ý đồ đánh vào uy tín của Tổng thống Nga Putin, nâng cao nhuệ khí binh sĩ Ukraine và thuyết phục NATO tiếp tục viện trợ quân sự cho họ. Có lẽ ông Zelensky đánh giá rằng việc mất Pokrovsk là điều tất yếu nên có thể hy sinh nơi này để đạt được các mục đích khác. Dù bị bất ngờ ở Kherson, Nga vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu đánh chiếm thị trấn Pokrovsk. Nga chủ động không dốc toàn bộ lực cho trận chiến ở Kherson. Họ vẫn xác định mục tiêu ưu tiên của mình là tại mặt trận miền đông Ukraine. Các chuyên gia quân sự và giới chức phương Tây đánh giá, các nhà lãnh đạo Nga thực sự không muốn rút bớt quân khỏi mặt trận Pokrovsk nói riêng và mặt trận Donbass nói chung. Tướng Ono Ejchensiem, Tổng tham mưu trưởng lực lượng quốc phòng Hà Lan, nhận định rằng Tổng thống Putin vẫn đang tập trung vào vùng Donbass. Còn phía Ukraine tiến hành nhanh ở Kherson, nhất là trong thời gian đầu, vì quân đội Nga đồn trú tại đây có số lượng ít và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Trong khi Ukraine được phương Tây cung cấp cho nhiều thông tin tình báo quý giá như vị trí chính xác của quân đội Nga tại đây, giúp Ukraine xác định những nơi họ có thể đánh chiếm dễ dàng mà ít gặp sự kháng cự. Nhưng bù lại, quân đội Nga tiến mạnh ở đông Ukraine, đồng thời tại mặt trận Kherson, họ cũng đã kịp củng cố thế trận để đối đầu lâu dài với Ukraine. Hãng thông tin tình báo quốc phòng James đánh giá rằng phản ứng của Nga tuy chậm nhưng lại có phương pháp và kỹ lưỡng. Tướng lục quân Mỹ Christopher J. Scavoli
nhận xét trước Tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Mỹ, rằng tác động gây sốc của chiến dịch Kurd lên người Nga sẽ không kéo dài mãi và phía Nga sẽ chuẩn bị đáp trả tương xứng. Việc Nga mới đây tập kích ồ ạt vào đất Ukraine bằng hàng trăm UAV và tên lửa cho thấy sức mạnh quân sự Nga vẫn dồi dào. Nhà cựu ngoại giao Nga Nikolai Sokov cho biết, Nga đã triển khai trực thăng tấn công tới tỉnh Kurd, đồng thời gia tăng pháo kích binh sĩ Ukraine tại đó. Hôm 27 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky khẳng định rằng Nga đã chuyển khoảng 30.000 quân từ tiền tuyến miền đông Ukraine về tỉnh Kurd. Tuy nhiên, tướng Zelensky không nói rõ quân đội Nga sẽ rút khỏi khu vực nào của miền đông Ukraine. Phía Mỹ cũng đã xác nhận có bằng chứng về việc Nga điều bớt quân khỏi tiền tuyến, nhưng không cung cấp chi tiết về hoạt động tái bố trí này. Cùng ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã vô hiệu hóa 400 binh lính Ukraine và 30 thiết bị quân sự quân đội Ukraine tại Kurd trong 24 giờ đồng hồ trước đó. Nga cũng đã triển khai hầu hết các đơn vị dự bị của mình từ khu vực Nam và Đông Bắc Ukraine, ngoại trừ các lực lượng đang tham gia chiến dịch đánh chiếm Pokrovsk. Đại tá Áo Marcus Reiner đã chia sẻ rằng lực lượng tiếp viện của Nga đã làm chậm một cách rõ ràng đà tiến của Ukraine tại Kurd. Có vẻ như Nga đang tính toán rất chậm trong việc điều quân tới Kurd, không có giá trị nhiều về mặt quân sự, nhưng đang buộc Ukraine phải huy động nhiều nguồn lực quý giá của mình cho việc giữ đất vừa chiếm được. Nếu Nga điều quá nhiều quân về Kurd, thì Nga đã hành động trúng ý đồ của Ukraine. Chưa kể tác chiến mạnh tại Kurd có thể gây tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng cũng như dân thường Nga tại đây. Thưa quý vị, Novogrodovka hầu như đã đầu hàng mà không cần chiến đấu và Selidovo đã nằm dưới quyền của quân Nga một nửa. Đây là bình luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Mariana Bezuklaya về các trận chiến trên hướng Pokrov. Bà Bezuklaya bình luận, các trận chiến ở Novogrodovka, nó hầu như đã đầu hàng mà không cần giao tranh. 30 người Nga đã chiếm được nơi từng là thành phố 20.000 dân, đi qua các công sự chống trải. Ở Selidovo, rõ ràng là tôi và bạn đã bỏ lỡ nhau. Vì lý do nào đó mà tôi không gặp bạn ở Selidovo. Chỉ trong vài ngày, một nửa đã thuộc về người Nga. Phát biểu trên của bà Bezuklaya là để đáp lại tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky trước đó, nói rằng ông đã chiến đấu 24/7 ở chiến trường Pokrov. Bà Bezuklaya bình luận, Novogrodovka cách đây vài tuần là một thành phố dân sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc phòng thủ bởi vì hầu hết các đơn vị đã được rút khỏi hướng này. Ngày 29 tháng 8, bà Bezuklaya đã viết rằng thực tế không có quân đội Ukraine ở Novogrodovka. Bà cũng tuyên bố rằng các đơn vị của Ukraine đang được rút khỏi khu vực Donetsk, phó mặc toàn bộ chiến tuyến cho số phận. Trước đó viết trên Facebook, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết, trong nhiều ngày liên tiếp, tôi làm việc trong các đội bảo vệ hướng Pokrov, nơi mà vào thời điểm đó tình hình khó khăn nhất. Công việc tại trụ sở chính liên tục gần như 24/7, phòng thủ và tiêu diệt kẻ thù đang tiến tới. Ông Zelensky khi đó cũng cho biết rằng các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở nhiều nơi, gồm cả Novogrodovka và Selidovo. Ông còn tuyên bố rằng, chúng tôi liên tục phải đưa ra những quyết định không chuẩn mực để tăng cường phòng thủ. Tuần này, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Igor Kimakovsky báo cáo rằng quân đội Nga thực sự đã giải phóng Novogrodovka trong 2 ngày rưỡi mà không có tổn thất đáng kể nào. Tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Phó Vekov Rada Olesy Goncharenko cho biết, mọi người xung quanh chỉ nói một điều, chúng ta phải có kế hoạch nào đó chứ. Có cảm giác là chẳng có kế hoạch nào cả. Ông Olesy Goncharenko cũng kêu gọi người dân thường ở Pokrovsk ngay lập tức rời khỏi thành phố. Trong khi đó, người đồng sáng lập và nhà phân tích của nguồn tài nguyên phân tích quân sự Ukraine Deep State Roman Pogorely đã tin rằng Ukraine thực sự sẽ mất Donbass sau khi Pokrovsk thất thủ. Quân đội Nga đã tiến triển đáng kể và kiểm soát được cao điểm quan trọng cuối cùng trước Pokrovsk. Novogrodovka đã bị chiếm trong 3 hoặc 4 ngày. Lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận Selidovo. Minograd, Selidovo, Pokrovsk đóng vai trò quan trọng trong hậu cần. Pogorely đã lưu ý, trong đó quân đội Nga sẽ tiếp cận biên giới với khu vực Dnipropetrovsk. Romani Pogorely nói rằng, trên thực tế Donbass sẽ rơi vào tay của họ sau khi họ chiếm được Pokrovsk và Minograd.
Đổi lại, nhà phân tích quân sự và nhà báo Evgeny Norin đã lưu ý rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ Pokrovsk và vùng ngoại ô nhận thấy ở trong tình thế mắc kẹt. Ở phía tây của Dnieper, quân đội Ukraine hầu như không còn lực lượng nào để có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của quân đội Ukraine, chỉ được gọi là Alexander, nói với tờ báo The Economist rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Pokrovsk bị nghiền nát như Mariupol, Avdiivka, Bakhmut. Ông không thể nói lực lượng vũ trang Ukraine có thể bảo vệ thành phố này trong bao lâu khi triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất của Ukraine đến khu vực cốt của Nga. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrov, có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, khiến một số người dân phải sơ tán vì lo sợ thành phố sẽ sụp đổ trong những tuần tới. Pokrov là một trung tâm đường bộ, đường sắt và là một thành phố có dân số trước chiến tranh là 60.000 người. Hàng chục ngàn người hiện vẫn ở lại, mặc dù đã có rất nhiều người di tản. Pokrov nằm trên một tuyến đường quan trọng, được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác do Ukraine chiếm giữ, chẳng hạn như thị trấn Chasovia và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Pokrov có một mỏ than, là nơi sản xuất than cốc lớn nhất của Ukraine, được sử dụng trong ngành công nghiệp thép và đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế trước chiến tranh, chỉ cách đó 20 phút lái xe về phía Tây. Nga tuyên bố đã sáp nhập khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, một tuyên bố bị Kiev coi là bất hợp pháp và coi việc kiểm soát Pokrov là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực này vào Nga. Việc kiểm soát thành phố mà phương tiện truyền thông Nga gọi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch chiếm thành phố Chasovia, nơi nằm trên vùng đất cao hơn, có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Việc cắt đứt khả năng tiếp cận mạng lưới đường bộ của quân Ukraine ở khu vực lân cận sẽ khiến quân đội Ukraine khó giữ được các vùng lãnh thổ ở hai bên Pokrov. Điều này có thể cho phép Nga củng cố và tiến ra tiền tuyến. Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã cảnh báo tình hình gần Pokrov là khó khăn, đồng thời cho biết vào hôm 26 tháng 8 rằng Ukraine đã quyết định tăng cường hơn nữa lực lượng của mình ở khu vực Pokrov. Ông Zelensky cho biết khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga, nhưng ông cũng dự đoán Nga sẽ phải hy sinh hàng chục ngàn quân để đạt được mục tiêu của mình. Khu vực xung quanh Pokrov là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp khác nhau mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để đào hào và bảo vệ thành phố, mặc dù Nga có thể sẽ sử dụng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã chiếm được ở khu vực Kursk phía tây nước Nga sau khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. Một trong những mục tiêu đã nêu của hoạt động đó là cố gắng buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng của mình khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực cho những nơi như Pokrov. Nhưng Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27 tháng 8 cho biết rằng Moscow đã hiểu mục tiêu của Kiev và tiếp tục tập trung nỗ lực vào Pokrov, nơi ông cho biết các đơn vị có năng lực nhất của Nga đang tập trung. Ông Syrsky cho biết lực lượng Ukraine đang tích cực triển khai công tác kỹ thuật tại các vị trí phòng thủ trong khu vực. Quốc kỳ Ukraine vẫn tiếp tục tung bay trên Pokrov và một số cư dân tiếp tục di tản về phía Tây bằng đường sắt và đường bộ, trong khi những người khác cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày và không muốn rời đi. Trong chuyến thăm Pokrov ngày 23 tháng 8, các phóng viên đã thấy nhiều tòa nhà bị đóng ván che cửa sổ, bao gồm cả Đại học Kỹ thuật Quốc gia Donetsk, nơi các bậc thang bị phủ đầy gạch vụn và mảnh vỡ sau cuộc tấn công mà các quan chức cho biết là do tên lửa của Nga tấn công vào đầu năm nay. Các tòa nhà khác bị thổi bay cửa sổ và mái nhà, ban công và mặt tiền bị hư hỏng nặng. Tiếng pháo kích thỉnh thoảng vang lên từ xa. Thống đốc khu vực Donetsk Vadim Filaskin cho biết, tính đến ngày 19 tháng 8, đã có khoảng 4.000 trẻ em trong số 53.000 người vẫn đang sống ở khu vực Pokrov. Ông đã ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi Pokrov và vùng lân cận vào cùng ngày. Người dân cho biết điện và nước tại đây đã bị cắt từ lâu. Thưa quý vị, Newsweek dẫn thông tin từ tổ chức tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết,
Nga đang tiếp tục phát triển thành công chiến thuật theo hướng thành phố Pokrov thuộc vùng Donetsk. Thành phố này là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát ở mặt trận miền Đông. Lực lượng Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng trong các tòa nhà cao tầng ở khu định cư Novohodivska, cách trung tâm thành phố không xa. Quân đội Ukraine hiện đang xem xét mọi phương án để củng cố quân số và nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của mình. Trong tình hình cực kỳ khó khăn ở mặt trận Donetsk, những động thái kỳ lạ đã diễn ra. Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine đang điều động quân nhân chịu trách nhiệm điều khiển máy bay không người lái UAV đến chiến hào để bảo vệ phòng tuyến, trong khi đây là nhiệm vụ của bộ binh. Những tuần gần đây, Ukraine đã điều một số lượng đáng kể lực lượng từ vùng Donetsk đến tăng viện cho các hoạt động chiến đấu ở tỉnh biên giới Kherson của Nga. Trong khi đó, tình hình lúc này được đánh giá là rất bất lợi cho Ukraine khi Nga quyết tâm tiến về thành phố Pokrov bất chấp việc lãnh thổ bị đe dọa. Theo Deep State, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine trước đó dường như đã chỉ thị rằng các đơn vị không được phép điều động người điều khiển máy bay không người lái đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine vẫn đưa người điều khiển UAV ra chiến hào, nơi họ vừa chiến đấu không đúng chuyên môn, vừa có nguy cơ bị tổn thất. Sau khi chiến dịch ở Kharkiv của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tấn công sang Pokrov. Đến nay, Ukraine vẫn thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrov rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị dàn mỏng đáng kể của Ukraine. Theo thống kê mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ tính riêng trong ngày 26 tháng 8, lực lượng Nga đã thực hiện 38 lần tấn công nhằm vào các vị trí phòng thủ của quân đội nước này ở Pokrov. Giới quan sát cho rằng Ukraine đang mạo hiểm khi đưa bớt lực lượng ở mặt trận miền Đông tới Kherson để chiến đấu. Việc san sẻ nguồn lực về vũ khí và nhân lực bảo vệ khu vực Donbass có thể khiến khả năng phòng thủ của Ukraine suy giảm, tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào khu vực do nước này kiểm soát. Về phía Nga, nước này cũng được cho đang đổi Kherson để lấy một phần miền Đông Ukraine. Dù vậy, Pokrov vẫn đang có nguy cơ thất thủ ngày càng lớn và có thể dẫn đến sự sụp đổ rộng lớn hơn của các tuyến phòng thủ ở mặt trận phía Đông. Những người lính Ukraine chiến đấu ở khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông cho biết, phần lớn họ bị đối phương áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các binh lính Ukraine cho biết bom lượn sẽ là loại vũ khí đáng sợ nhất. Chúng là những quả bom rơi tự do còn lại từ thời Liên Xô, nhưng hiện được trang bị cánh bật ra có chức năng định vị vệ tinh, biến chúng thành loại vũ khí có điều khiển. Được gọi là bom KAB hay FAB, những quả bom nặng từ 200 đến 2.700 kg, chứa hàng trăm kg thuốc nổ. Chỉ cần một vụ nổ cũng có thể biến một tòa nhà chung cư cao tầng thành đống đổ nát và xóa sổ các công sự bê tông kiên cố. Nó rất đáng sợ và rất nhanh. Stanislas, trung sĩ cơ sở thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine cho hay, khi các chiến đấu cơ của Nga thả những quả bom lượn đầy uy lực về phía các đơn vị của anh. Anh nói, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cầu nguyện. Cùng với bước tiến của Nga theo hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine cách đó hơn 60 km về phía đông nam, cuộc tấn công của Moscow vào Donetsk đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Những người lính Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết phần lớn họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng liên tục của Nga trong việc tiến hành các cuộc ném bom lượn trên không, dồn dập, tiếp tục đóng vai trò quan trọng, buộc các lực lượng Kiev phải rời khỏi một số vị trí được phòng thủ kiên cố nhất. Việc tìm cách đối phó với bom lượn vẫn là ưu tiên hàng đầu về quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Kiev thực hiện một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kherson của Nga. Ukraine đã và đang triển khai khả năng tấn công tầm xa, tăng cường sử dụng tên lửa cũng như UAV sản xuất nội địa để nhắm vào các sân bay Nga, nơi các máy bay chiến đấu được triển khai để ném bom. Những máy bay chiến đấu của Nga vẫn phóng khoảng 750 quả bom lượn mỗi tuần vào tháng 8 năm 2024. Ông Zelensky cho hay, ngay cả những binh lính Ukraine đã quen với nhiều nòng pháo kích cũng phải rùng mình trước sự hủy diệt của vũ khí này. Một quả đạn pháo cỡ nòng 152mm mà Nga bắn hàng nghìn quả mỗi ngày, chứa hơn 6kg chất nổ. Một quả bom lượn thường được triển khai là FAB-1500, chứa gần 6.000kg chất nổ. Vì bom không sử dụng động cơ đẩy ra, phát tín hiệu nhiệt nên rất khó có thể phát hiện. Chúng có thể được phóng từ chiến đấu cơ của Nga xa cách hàng chục km về phía sau tiền tuyến nên tương đối an toàn trước các hệ thống phòng không của Ukraine. Khi chiến đấu cơ của Nga bay gần tiền tuyến, các binh lính cho biết chúng sẽ được bảo vệ bởi các UAV giám sát và UAV tấn công dày đặc trên bầu trời, trong khi săn lùng các binh lính Ukraine được trang bị súng phòng không vác vai. Các quan chức Ukraine lập luận rằng cách tốt nhất để làm chậm tốc độ của các cuộc tấn công là bắn vào chiến đấu cơ được sử dụng để triển khai các vũ khí trên mặt đất và trên không của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn cứ không quân ở 4 khu vực ở Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinzhal nằm trong số các loại vũ khí được sử dụng.
Trong tuyên bố ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal và UAV tấn công. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, và cảnh báo không kích vang lên trên khắp Ukraine vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 8. Truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Kryvyi Rog và Rovno. Cuộc tập kích rạng sáng ngày 27 tháng 8 diễn ra ngay sau khi cuộc tấn công chính xác cao vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 8. UAV tấn công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các khu vực của Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân ở Kiev và vùng Dnipropetrovsk, nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp. Theo truyền thông Ukraine, đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Hơn 230 tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu ở 15 khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 8 đã tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để đánh chặn tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đêm ngày 26 tháng 8. Ông nói, chúng tôi đã đánh chặn một số tên lửa và UAV với sự trợ giúp của máy bay F-16 và mô tả đây là một kết quả rất tích cực. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Mỹ và các đồng minh đã gửi tiêm kích F-16 cho Kiev, nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều này là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay chiến đấu F-16 và vẫn cần đào tạo phi công. Một số quốc gia thành viên NATO đã hứa sẽ cung cấp tới 80 máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhưng đến nay chỉ có khoảng 10 chiếc được giao. Ukraine chỉ có một số ít sân bay có thể chứa được máy bay F-16 và Nga đã liên tục tấn công các căn cứ này trong thời gian gần đây. Điện Kremlin tuyên bố máy bay F-16 sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị phá hủy giống như các khí tài khác mà phương Tây cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết thêm nhiều vũ khí, tên lửa và pháo binh đã được chuyển đến khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 29 yêu cầu đã nhận được từ trụ sở hoạt động của khu vực Kursk đã được giải quyết. Các vấn đề mới nhận được đang được xử lý, không có yêu cầu mới nào từ trụ sở hoạt động của vùng Belgorod và Bryansk. Tổng cộng, nhóm hoạt động của Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng về an ninh quân sự các vùng lãnh thổ biên giới của 3 khu vực đã nhận được 45 câu hỏi từ trụ sở hoạt động trực thuộc các thống đốc liên quan đến việc cung cấp phạm vi bao phủ của nhóm đối với biên giới quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đặc nhiệm xử lý các yêu cầu trong vòng 24 giờ, thông báo nêu rõ, nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo khẩn cấp lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 24 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Ukraine đã tổn thất hơn 5,5 vạn quân và 71 xe tăng. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk sau cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm theo dõi việc chuyển quân tiếp viện của Nga. Thông tin từ New York Times cho hay, trong vài ngày diễn ra cuộc tấn công, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk để cho phép các chỉ huy giám sát tốt hơn sự di chuyển của quân tiếp viện Nga có thể tấn công Ukraine hoặc cắt đứt khả năng trốn thoát của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine đang diễn ra với sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Minsk không nên phạm những sai lầm bi thảm. Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân sự, bao gồm cả xe tăng và pháo binh. Ở vùng Gomel, dưới sự vỏ bọc là các cuộc tập trận. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Sự hiện diện của lính tư nhân của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk không được phạm sai lầm và kêu gọi nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía Bắc. Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga rằng, thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi.
Ông nói thêm rằng quân đội đã sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu chiến tranh nổ ra. Tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội Belarus để tăng viện cho lực lượng hiện có. Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công, cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus. Mình đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến sự leo thang mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine. Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng cớt của Nga vào ngày 6 tháng 8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA rằng Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân cớt. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko báo cáo, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, nó thực sự là sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Người dân Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo ông, có những kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết bị một hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể là quá ít, quá muộn, lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ông nói, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, tuy nhiên chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ. Ông Gulashchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng về phần mình, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra. Đầu tháng này, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simpson đã nói với tờ Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 GW, tương đương với một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông. Simpson viết rằng, trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá lạnh, một số nơi ở Ukraine có thể trở nên không thể sống được. Đồng thời tuyên bố rằng mùa đông tới có thể là thử thách khả năng phục hồi của người dân Ukraine theo cách chưa từng thấy trên lục địa của chúng ta kể từ Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6, Vladimir Kutkritsky, người đứng đầu của Ukrainego, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia, cũng đã cảnh báo rằng sản lượng điện của Ukraine dự kiến sẽ giảm, một phần là do các công việc bảo trì cần thiết đối với nhà máy điện hạt nhân. Ông cảnh báo rằng công suất sản xuất điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ rất khó khăn. Ông giải thích, nếu chúng ta đang thiếu hụt, mức tiêu thụ thường ít hơn 35% so với mùa đông, thì rõ ràng là mùa đông sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn nữa liên quan đến việc bù đắp thâm hụt năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã báo cáo có tới hơn 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện, bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Zelensky đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kherson, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kherson hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen.
chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10 và 1 chiếc Merlin, cùng 2 UAV tấn công làn xe trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo Rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo Rắn hay còn gọi là Zmeiniye, nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Trong chia sẻ mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông Donald Trump đã ra hiệu ủng hộ Ukraine và nói rằng sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc xung đột Nga và Ukraine. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông J.D. Vance làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người vào hồi tháng trước. Ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine rằng tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận được trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Cập nhật diễn biến giao tranh ở khu vực Kursk, theo hãng tin Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu vào tối ngày 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km ở vùng Kursk của Nga và kiểm soát thêm 2 khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cũng cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn phá hủy Ukraine, song chiến sự đã quay trở lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết, sớm hoặc muộn, một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine tiết lộ, đại diện Điện Kremlin nói đây không phải lần đầu tiên nghe được những tuyên bố như vậy. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ này. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về nhu cầu giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhưng cho biết điều thực tế hơn là hiện tại không có bất kỳ cơ sở nào cho các cuộc đàm phán. Nga vẫn đang tích cực đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Kursk của Ukraine, đồng thời tiếp tục chiến dịch của riêng mình ở khu vực Donetsk ở mặt trận miền Đông. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới đây. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết kế hoạch này cũng sẽ được trình lên hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng Hòa.
Ông Zelensky không tiết lộ rõ chi tiết của bản giao hưởng chiến thắng, nhưng cho hay kế hoạch này gồm 4 giai đoạn, bắt đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk đã được thực hiện. Giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế. Ông Zelensky thừa nhận, kế hoạch này nghe có vẻ tham vọng đối với một số người nhưng lại rất quan trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, Nga lại thể hiện rõ quan điểm cứng rắn, cho biết sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào với Ukraine sau vụ tấn công vào khu vực biên giới Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraine lúc này là vô nghĩa. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, Ukraine chắc chắn sẽ nhận được đòn đáp trả thích đáng và mọi mục tiêu mà Nga đặt ra chắc chắn sẽ đạt được. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết sẽ gửi kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay là cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo người đứng đầu Kiev, kế hoạch này sẽ bao gồm các bước đi chiến lược trên các mặt trận ngoại giao và kinh tế, bên cạnh chiến dịch đột kích xuyên biên giới của quân đội Ukraine vào Kursk nhằm buộc Moscow phải ngồi vào bàn hòa đàm. BBC dẫn lời ông Zelensky nói, sự thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như liệu Washington có trao cho Kiev những gì có trong kế hoạch này và liệu Ukraine có tự do triển khai kế hoạch hay không. Ông Zelensky bày tỏ, một số người có thể thấy quá tham vọng, nhưng đây là một kế hoạch quan trọng đối với chúng tôi. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ việc nước này gần đây đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tự chế đầu tiên. Ông chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, nhưng từ chối chia sẻ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vũ khí mới. Mặc dù Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo do Mỹ và các nước đồng minh khác cung cấp trong cuộc xung đột với Nga, nhưng nước này đang nỗ lực phát triển việc sản xuất phần cứng quân sự trong nước để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện tại, Kiev chủ yếu vẫn dựa vào các nguồn cung quân sự từ nước ngoài để phản kích và đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã sử dụng một số máy bay chiến đấu F-16 mới được các nước phương Tây gửi đến để đánh chặn các tên lửa của Nga trong những ngày gần đây, nhưng sẽ cần nhiều chiến đấu cơ hơn nữa. Ngày 27 tháng 8, chỉ huy Nga chịu trách nhiệm phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt tuyên bố, các lực lượng Ukraine chuẩn bị tăng cường sử dụng vũ khí hóa học bằng cách chế tạo các loại đạn pháo chuyên dụng tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây tài trợ. Tướng Igor Kirillov đưa ra thông tin trên trong lúc thông báo với các phóng viên về công việc mà sư đoàn của ông đã thực hiện trong bối cảnh xung đột Ukraine. Ông cho biết quân đội Kiev vẫn là mối đe dọa xét về việc vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Trích dẫn các tài liệu quân sự thu được từ các vị trí Ukraine mà Nga chiếm được, tướng Kirillov nói. Thông tin tình báo cho thấy quân đội Ukraine đang chuẩn bị đạn hóa học tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây sản xuất. Ông đã chia sẻ một số trang trong sách hướng dẫn của Ukraine về cách sử dụng pháo tự hành M109-155mm do Mỹ thiết kế ở cấu hình A3GN và A4. Cuốn sổ tay bao gồm các hướng dẫn về cách phân biệt và xử lý đạn dược có chứa chất hóa học. Ông Kirillov cho biết, các chuyên gia vũ khí hóa học của Nga đã xác định được hơn 400 trường hợp sử dụng vũ khí bị cấm trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ông cho rằng sẽ còn nhiều loại tương tự xuất hiện khi xem xét nhiều hành động khiêu khích liên quan đến chất độc hại và nỗ lực nhằm vào mạng sống của các quan chức ở các khu vực mới của Nga. Trong số các bằng chứng, vị tướng này cho biết Ukraine đã nhận được khoảng 500 tấn TEOA, một hợp chất được liệt kê trong phụ lục 3 của Công ước về vũ khí hóa học vì nó có thể được sử dụng để sản xuất khí độc. Ông Kirillov cho biết, chỉ riêng tháng 7, một công ty Ukraine đã nhập khẩu hơn 160 tấn hợp chất này và Nga không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hóa chất này được sử dụng cho mục đích hòa bình. Vị tướng này nói, tôi muốn nhắc các bạn rằng việc Syria mua các loại hóa chất tương tự đã gây náo động như thế nào trong các quốc gia phương Tây. Do đó, ông nói thêm, tổ chức cấm vũ khí hóa học, cơ quan thực thi công ước về vũ khí hóa học, năm trước đã khuyến nghị lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu hóa chất lưỡng dụng sang quốc gia Trung Đông này. Ông Kirillov tuyên bố rằng tổ chức cấm vũ khí hóa học đang áp dụng tiêu chuẩn kép trong công việc của mình vì quá trình ra quyết định của họ hoàn toàn do Mỹ kiểm soát. Điều này đã lật đổ cơ quan quốc tế vì các mục tiêu địa chính trị của Mỹ. Ông kêu gọi cộng đồng toàn cầu chú ý đến những cảnh báo của mình về hành động của Ukraine, đồng thời kêu gọi cơ quan giám sát thực hiện công việc của mình và buộc Kiev phải chịu trách nhiệm về những vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Ngày 27 tháng 8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Glaskov đã đưa ra một tuyên bố ngắn sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một cuộc tấn công bất thành của lực lượng Ukraine vào khu vực này sáng cùng ngày. Ông Glaskov viết trên Telegram rằng, có thông tin đối phương đang cố gắng xâm nhập biên giới tỉnh Belgorod.
ông Gleskov nhấn mạnh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn phức tạp, nhưng trong tầm kiểm soát, quân đội của chúng tôi vẫn đang hoạt động theo kế hoạch. Xin hãy bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Kênh Telegram Sot trước đó cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm kiểm soát biên giới tại Nekoteyevka nhưng bị đẩy lùi sau khi chịu tổn thất. Kênh Mas đưa tin, tổng cộng khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã tấn công hai trạm kiểm soát của Nga tại Nekoteyevka và Sebekino thuộc Belgorod. Blog quân sự chiến dịch gì của Nga có gần 1,6 triệu người theo dõi viết, đã có các cuộc đụng độ giữa các nhóm quân Ukraine với các nhóm pháo binh Nga, không có nỗ lực lớn nào nhằm xuyên thủng biên giới. Các thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận. Tỉnh Belgorod và các khu vực biên giới khác của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Ukraine phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tỉnh Kherson vào ngày 6 tháng 8. Từ đó đến nay, các khu vực biên giới đã được chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công. Thống đốc Belgorod cho biết trong một thông báo riêng rằng, chính quyền địa phương đang sắp xếp tái định cư một nhóm cư dân gần biên giới nhằm đảm bảo an toàn. Các quan chức Ukraine đang chuẩn bị danh sách những mục tiêu mà họ tin rằng các lực lượng vũ trang nước này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa. Theo Politico, dẫn ba nguồn thảo tin cho biết, Ukraine đang chuẩn bị trình Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội nước này có thể tấn công khi dỡ bỏ các lệnh hạn chế. Ấn phẩm lưu ý, Ukraine sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù trước đây Ukraine đã từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là đã điều chỉnh và bổ sung ở nhiều mục tiêu hơn. Nguồn tin tiết lộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, sẽ có mặt tại Washington trong tuần này và có kế hoạch trình danh sách này lên chính quyền Mỹ. Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã cho biết dỡ bỏ các hạn chế sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng cách xa biên giới và nằm ngoài tầm bắn. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao và họ có thể tiếp cận chúng bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Đồng thời, Kiev hy vọng danh sách này sẽ thuyết phục được chính quyền Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc chưa bình luận về các thông tin trên. Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Điều này cho phép Kiev mở rộng năng lực trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa cho phép sử dụng vũ khí có độ chính xác cao này để tấn công các mục tiêu ở Nga vì lo ngại xung đột có thể leo thang. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận hướng đi Pokrovskoye ở khu vực do Kiev kiểm soát là khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine. Trong một tin nhắn đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky nói, Tổng tư lệnh Alexander Zinsky đã báo cáo về tình hình ở mặt trận, trong đó về hướng Pokrovsk là khó khăn nhất trong các cuộc tấn công của Nga. Giữa những cuộc tấn công của quân đội Nga tại Dnieper, chính quyền do Ukraine chỉ định vào tuần trước đã bắt đầu sơ tán cưỡng bức các gia đình có trẻ nhỏ khỏi 14 khu định cư nằm ở quận Krasnoyarmeyerskiy, khu vực do Kiev kiểm soát của Dnieper. Đặc biệt đây là thành phố Krasnoyarmeyersk và Rodinskoye. Các làng Inatovka, Dachenskoye, Zenskoye, Lezenoye, Livsovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Puskino, Rok, Sukhoiya, Rosa, Chunisino. Ngày 26 tháng 8, chính quyền Ukraine đã mở rộng vùng sơ tán khỏi khu vực Dnieper dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm gần 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Konstantinovskaya và Selidovskaya từ Konstantinovka, Belaya, Gora, Bezimiani, Izevka, Belokusminovka, Veroliubovka, Lileyevka, Klinovoy, Maisky, Markovo, Molovchaka, Nelipovka, Novodmitrovka, Grigorovka. Krasnomayevsk là một trung tâm quân sự nằm ở phía tây bắc Dnieper. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một trung tâm giao thông lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ nối Donetsk với vùng Dnipropetrovsk lân cận của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Krasnoyarmeyersk còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Dnieper là Kramatorsk và Slavyansk. Đường ống dẫn khí Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 đã bị Mông Cổ loại khỏi kế hoạch dài hạn. Chương trình này kết nối Nga và Trung Quốc bị Mông Cổ loại khỏi chương trình hành động đến năm 2028 của nước này, quyết định được Quốc hội Mông Cổ đưa ra vào ngày 16 tháng 8.
SCMP nhận định, động thái của Mông Cổ được hiểu là siêu dự án đường ống dẫn khí này sẽ bị gác lại. Phần lớn đường ống dẫn khí dài 2.594 km, sức mạnh Siberia 2 sẽ đi qua Mông Cổ. Do đó, nước này cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán về chi phí xây dựng, trung chuyển khí đốt. Theo các nhà phân tích, việc sức mạnh Siberia 2 bị loại khỏi chương trình hành động của Mông Cổ là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như các yếu tố địa chính trị, với những lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Munkhnaran Bayakhava, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ cho biết, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tạm dừng dài. Theo ông, có khả năng Bắc Kinh không hài lòng với Gazprom vì nhận định rằng công ty năng lượng nhà nước Nga luôn đơn phương kiểm soát đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Mông Cổ. Dự kiến cần ít nhất 4 năm để hoàn tất xây dựng và đường ống sức mạnh Siberia 2 sẽ cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải chỉ ra, Mông Cổ hy vọng sẽ nhận được đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng Nga không có tiền và Trung Quốc cũng không vội xây dựng đường ống. Nga cần nơi tiêu thụ khí đốt sản xuất từ mỏ khí Yamal sau khi mất đi thị trường châu Âu vì xung đột ở Ukraine. Trung Quốc là khách hàng duy nhất đủ lớn để lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc đã nhập tới 57,4 triệu tấn khí đốt của Nga trong 7 tháng đầu năm nay. Alexei Chigadeev, cựu giảng viên thỉnh giảng tại trường kinh tế cao cấp ở Moscow, nhận định quyết định loại trừ dự án đường ống dẫn khí của Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 khỏi kế hoạch dài hạn của Mông Cổ là tỉnh táo và hợp lý, trong đó coi năm 2028 là điểm tham chiếu để quan sát thêm về khả năng khởi công dự án. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ NATO cho biết, các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine. Tại cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, nơi quy tụ các quan chức từ Ukraine và Liên minh quân sự phương Tây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố, Ukraine đang tiếp tục đánh chặn tên lửa của Nga hàng ngày, nhưng khả năng duy trì phòng thủ của Kiev đòi hỏi phải tăng cường, cung cấp và hỗ trợ nhiều hơn. Người đứng đầu NATO cho biết thêm, sau cuộc tấn công mới nhất của Nga, các quốc gia đồng minh ngày hôm nay tái khẳng định họ đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Ukraine các thiết bị và đạn dược cần thiết để tự vệ trong cuộc xung đột với Nga. Điều này rất quan trọng đối với khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 8 cho biết, Moscow đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với 92 công dân Mỹ, bao gồm các nhà báo, luật sư và người đứng đầu các công ty công nghiệp, quân sự quan trọng vì cho rằng những người này có lập trường bài Nga. Danh sách được Bộ Ngoại giao Nga công bố trên Telegram, trong đó có 14 nhân viên của tờ Wall Street Journal, 5 nhà báo cấp cao của tờ New York Times và 4 nhà báo của tờ Washington Post. Ngoài ra, một số công tố viên nhà nước, nhân viên các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ và giáo sư đại học cũng có tên trong danh sách cấm. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Moscow và Washington kể từ thời chiến tranh lạnh. Nga đánh giá phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa của các quốc gia đồng minh này. Báo cáo cho biết, lệnh cấm này là để đáp trả chính sách bài Nga của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Một phần quan trọng trong đó là các lệnh trừng phạt toàn diện đối với các chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học và nhà báo Nga. Theo thông báo ngày 27 tháng 8 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine vào ngày 28 tháng 8 theo yêu cầu của Kiev. Người phát ngôn NATO, bà Farah Daglala xác nhận, cuộc họp sẽ được tổ chức ở cấp đại sứ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ thông báo tóm tắt cho các đồng minh qua đường dẫn video về tình hình trên thực địa và các nhu cầu ưu tiên. Bà Daglala cũng nêu rõ các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng không Ukraine và cam kết sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của nước này. Hội đồng NATO-Ukraine được thành lập vào năm ngoái nhằm giúp Liên minh quân sự phương Tây và Kiev phối hợp chặt chẽ hơn. Thành phần tham gia những cuộc họp của hội đồng thường gồm các đại sứ quốc gia thành viên NATO và các quan chức Ukraine. Thông báo về cuộc họp nói trên được đưa ra sau những diễn biến mới trên thực địa liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước này đã triển khai các máy bay tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp để bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga. Trước đó trong tháng, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên mà các nước phương Tây cam kết nhưng từ chối tiết lộ số lượng cụ thể. Trong hơn 2 năm, Ukraine đã đề nghị các đối tác phương Tây cung cấp loại máy bay này. Về phần mình, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã thực hiện một vụ oanh kích trong đêm sử dụng vũ khí chính xác
bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và thiết bị bay không người lái nhắm vào sân bay quân sự của Ukraine. Hãng thông tấn TASS ngày 27 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hoạt động quân sự này đã nhắm trúng tất cả mục tiêu đã được xác định từ trước. Chính quyền Mỹ cho hay, các cuộc đàm phán với Ukraine về triển vọng tăng cường độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington sản xuất vẫn đang diễn ra và những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận tại một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 26 tháng 8. Ông Kirby cho rằng đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Kirby cho hay, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ mối quan ngại này riêng với Mỹ và ông ấy chắc chắn đã công khai mối quan ngại này với mọi người và chúng tôi hiểu tại sao ông ấy làm như vậy. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật, không có thay đổi nào đối với chính sách liên quan đến vũ khí của Mỹ để thảo luận vào ngày hôm nay và cũng không có chỉ dẫn nào về vấn đề này để thảo luận. Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày tới. Một nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev, trong khi đó Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Trong diễn biến liên quan, trước đó Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay tuyên bố của Washington rằng họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga nói, nhưng trên thực tế về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định. Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ phương Tây cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong chiến dịch tấn công khu vực Kursk của Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố lập trường của họ vẫn không thay đổi và Ukraine vẫn không được phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp, có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo ông Antonov, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Ông nhấn mạnh, chính xác thì điều đó sẽ xảy ra ở đâu, chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán. Moscow cảnh báo, nếu bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nước này sẽ chia sẻ khả năng tương tự với các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng chúng chống lại các tài sản quân sự của phương Tây. Moscow cũng coi chiến thuật quân sự của Kiev ở Kursk là hành động khủng bố. Giới chức Nga cảnh báo các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra. Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepasin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga chứng tỏ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow đã biến thành cuộc chiến quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại Nga. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Stepasin nhấn mạnh, khi Hội đồng An ninh Nga đưa ra quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, không ai ngờ rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ khối NATO. Theo cựu Thủ tướng Nga, các hoạt động quân sự trên tiền tuyến đã vượt ra ngoài ý tưởng về một chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là sau những gì đã xảy ra ở Kursk. Ông chia sẻ, tình hình ở Kursk đã nêu bật tầm quan trọng của thành phố quân sự. Tôi rất hy vọng quân đội của chúng ta có một số ý tưởng bởi vì bản chất của cuộc chiến đã thay đổi hoàn toàn. Đây không còn là một chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Chúng ta nhận thấy chúng ta đang chiến đấu chống NATO ở mức tối đa. Cựu Thủ tướng Nga kết luận các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng, nhưng tiềm năng quân sự và năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta là rõ ràng. Hơn 2 tuần trước, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk nằm ở biên giới phía Tây nước Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 20 tháng 8 tuyên bố lực lượng nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát khu vực rộng 1.263 km2 với 93 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 8 cho biết mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch tại tỉnh Kursk là thiết lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ đối phương. Vùng đệm an ninh là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh, giúp các vùng lãnh thổ ở biên giới của Ukraine nằm ngoài tầm bắn của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine, công bố gói vũ khí mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ.
Tổng thống Biden cho biết, gói viện trợ bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này bao gồm các mặt hàng được lấy từ kho dự trữ quốc gia. Mỹ cam kết hơn 55 tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine khẳng định Ukraine đang rất cần số vũ khí trong gói hỗ trợ được Mỹ công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine để thảo luận về tình hình cuộc xung đột. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với hơn 400 tổ chức và cá nhân vì tham gia hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả các công ty Trung Quốc mà Mỹ cho rằng đang giúp Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây và xây dựng quân đội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về các lệnh trừng phạt mới này. Trong một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov thông báo trong năm 2024, viện trợ quân sự của Latvia dành cho Ukraine sẽ lên tới khoảng 112 triệu euro, hơn 125 triệu đô la Mỹ. Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, song không nêu rõ khung thời gian. Trong thông báo ngày 23 tháng 8, Na Uy đã đồng ý để Ukraine sản xuất đạn pháo do Oslo phát triển. Công ty vật liệu quốc phòng Nammo tại Na Uy đã ký một thỏa thuận cho phép một tập đoàn quốc phòng thành lập cơ sở tại Ukraine để sản xuất loại đạn pháo 155mm do các kỹ sư của Na Uy chế tạo. Nhà khoa học chính trị Na Uy Dizen cảnh báo xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga đang ngày càng đến gần. Nhà khoa học chính trị người Na Uy Glenn Diesen đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga đang ngày càng tới gần. Ông cảnh báo, chúng ta đang tiến rất gần đến cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Một ngày trước đó, tạp chí chính trị Mirsk Polska của Ba Lan viết rằng chính sách quân sự hóa của Ba Lan sẽ không làm cho đất nước an toàn hơn và sẽ không cứu được nước này trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Nga. Trong khi đó, nghị sĩ Đức Sevim Dardalen đã kêu gọi Đức ngừng viện trợ cho Ukraine và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Bà viết hôm 22 tháng 8 rằng, cuối cùng chúng ta cũng phải ngừng cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, thay vì càng ngày chi càng nhiều tiền hơn và gửi vũ khí vì một cuộc xung đột vô nghĩa. Chính phủ liên bang cuối cùng phải bắt đầu hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột thông qua ngoại giao. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không đặt ra và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bất kỳ ai ở phương Tây và đang bảo vệ lợi ích của mình ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin nói rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân của họ bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Ông khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó không có lợi ích gì cho Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!